Theo Corriere dello Sport, Mourinho đã quyết định tiếp tục gắn bó với AS Roma đến khi hết hạn hợp đồng vào tháng 6 năm 2024. Nguồn tin tiết lộ nhà cầm quân 60 tuổi chốt tương lai trong lúc dành thời gian cho gia đình tại London ở đợt nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế. Người đặc biệt cảm thấy dự án ở AS Roma còn dang dở nên muốn ở lại thêm một mùa giải nữa. Điều này đồng nghĩa PSG buộc phải tìm kiếm cái tên khác trong trường hợp chia tay huấn luyện viên Christophe Gautier sau mùa giải này. Gâu cho hay quyết định của cựu huấn luyện viên Chelsea là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của PSG bởi câu lạc bộ thủ đô Paris được cho sẽ thay huấn luyện viên vào cuối mùa. Ngoài PSG, Inter Milan cũng có kế hoạch chiêu mộ Mourinho nếu Simone Inzaghi không còn làm việc ở San Siro. Tháng trước, truyền Pháp tiết lộ Luis Campos, giám đốc thể thao PSG, đã có những cuộc nói chuyện với Mourinho để bàn về khả năng chiến lược ra người Bồ Đào Nha cập bến sân Parc des Princes. Trong quá khứ, nhà đương kim vô địch Ligue 1 từng nhiều lần mời Mourinho nhưng không thành. Mourinho nhận lời dẫn dắt AS Roma vào năm 2021 và đưa đại diện Serie A giành danh hiệu lớn đầu tiên ở châu Âu với chức vô địch Europa Conference League vào mùa giải trước. Mùa này, AS Roma tiếp tục chơi ấn tượng khi lọt vào tứ kết Europa League và đang đứng thứ 5 tại Serie A. Sau khi đánh bại Feyenoord ở chung kết Europa Conference League vào tháng 5 năm ngoái, Mourinho lập kỷ lục trở thành huấn luyện viên đầu tiên chinh phục cả 3 giải đấu cúp do UEFA tổ chức. Conference League chỉ là giải cúp hạng 3 châu Âu nhưng có ý nghĩa rất lớn với Mourinho cùng học trò. 14 năm trôi qua, Roma chưa có danh hiệu nào trước khi Mourinho đến. Chiếc cúp cũng giúp Mourinho chứng tỏ thứ bóng đá của ông vẫn chưa lỗi thời.